Hello, hello Lily. Các bạn ơi, hôm nay cùng mình đi đào cát đi. Wow, trong bãi cát này nhá. Hôm nọ mình đào được có nhiều cái rất là hay luôn các bạn ạ. Trong này này. Cùng mình đi đào cát nha. Bên này hình như là không có cái gì ấy các bạn ơi. Đi sang bên này xem còn cái gì không. Ui các bạn ơi, đây là cái gì đây? Wow các bạn ơi, mình nhặt một khẩu súng đồ chơi các bạn ơi. Rồi, dính rất là nhiều cát này các bạn ạ. Rồi, rất là bẩn nha các bạn nha. Đấy. Bùm chiu, wow, bùm chiu, wow, một khẩu súng pistol, đấy, bùm chiu, bùm chiu, bùm chiu, ha ha, các bạn ơi, khẩu súng này bắn rất thích nhá, đấy, chiu 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 chiu, bùm chiu, bùm chiu, bùm chiu, ha ha, wow, rất là thích luôn các bạn ơi, đấy, cho vào đây nhá, các bạn ơi, let's go, các bạn ơi, đi tìm đồ chơi với mình đi. Xem trong khu vườn này có còn gì nữa không nào các bạn ơi. Ui các bạn ơi, bên này có cái gì đây? Wow. Ui các bạn ơi, mình nhặt được một khẩu súng AK gun các bạn ơi. Wow, khẩu này rất là to các bạn ơi. Wow. Cái này là cái gì mình không nhìn rõ này. A208 Winner. Wow, AK gun. Wow, AK này bắn rất là thích nha các bạn nhá. Wow các bạn ơi, đây là khẩu AK gun này, bắn rất là thích nha các bạn nha. Cái này có thể cử động được cái này các bạn này, có thể quay được nhá. Đây là laser đấy các bạn ơi. Cho vào đây nhá. Let's go các bạn ơi. Nào, cùng mình đi tìm đi, xem trong khu vườn này có còn cái gì nữa không nào các bạn ơi. Ui các bạn ơi, bên này có cái gì thế này? Ồ các bạn ơi, mình thấy có một chiếc xe trộn bê tông dính bùn này. Ôi chiếc xe trộn bê tông này rất là bẩn nhá các bạn nhé. Cho vào đây. Ok, nào cùng mình đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Xem bên này có còn gì nữa không nào. La 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 la. Chiu 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 chiu. Ôi đây là cái gì đây các bạn ơi. Wow 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 wow. Ồ các bạn ơi, ở dưới cái cây bé bé này mình thấy có một chiếc xe ben các bạn ạ. Xe ben bé xíu luôn. Ai, cho vào đây nhá. Nào cùng mình đi tìm tiếp nào các bạn ơi. La 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 la. Chiu 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 chiu. Ôi các bạn ơi, đây rồi, mình lại thấy có cái gì này. Ôi các bạn ơi, một chiếc xe tải. Chiếc xe tải chở cái gì mình cũng không rõ luôn nhá. Đấy, đem về rửa mới nhìn rõ được các bạn ạ. Nào, cùng mình đi tìm tiếp nào. La 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 la. Chiu 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 chiu. Ôi, bên này lại có một chiếc xe tải nữa này các bạn ơi. Wow các bạn ơi, một chiếc xe tải nữa nhá. Rồi, mình nhặt được hai em xe tải rồi các bạn ơi. Đấy, rất là nhiều luôn các bạn ơi. La 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 la. Xem trong khu vườn này còn cái gì nữa không nha các bạn ơi. Hình như là hết rồi hay sao ấy. Đây rồi các bạn ơi. Đấy, mình lại thấy có một chiếc xe nữa này. Mình nhặt được một chiếc xe cảnh sát, xe đua luôn. Wow, cho vào đây nhá. Wow, các bạn nhìn thấy không? Rất nhiều luôn. Let's go, đi tìm tiếp đi các bạn ơi. Xem trong khu vườn này có còn gì nữa không nha. La 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 la. Ồ, các bạn ơi, ở đây có cái gì đây? Wow các bạn ơi, đây là một chiếc xe chở rác. Wow. Ui, đây là chiếc xe gì nhỉ? Ui, chiếc xe gì bẩn thế nhỉ? Ồ các bạn ơi, đây là chiếc xe cần cẩu đấy. Một em cần cẩu nha, crane. Nào, cùng mình đi tìm tiếp đi. Xem trong khu vườn này có còn gì nữa không nào các bạn ơi. Wow các bạn ơi. Ui, một em máy xúc này. Ôi, em máy xúc này siêu to khổng lồ luôn các bạn ạ. Cho vào rổ nhá. Rất là to các bạn thấy không? Đấy, bên này còn một em nữa này. Xe ben chở đồ chơi này. Wow, đổ ben luôn. Đấy. Một em xe đổ rác này, cho vào đây. Đấy. Bạch 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 bạch. Cho vào đây, đem về tắm rửa đi các bạn ơi. Hello. Wow, rất là nhiều đồ chơi luôn này các bạn ơi. Wow. Một em máy xúc siêu bự khổng lồ. Wow, con này rất là bẩn nhé các bạn ơi. Wow. Chiu chiu, một em. Wow, cùng mình tắm rửa với em ấy nhá. Wow, em này bẩn quá, phải rửa bằng tay các bạn ơi. Rửa bằng tay mới sạch nhá. Wow. Các bạn ơi, các bạn thấy sạch chưa? Một em máy xúc Excavator. Wow, một em máy xúc Hula. Wow, ok.
máy xúc ngoạm gỗ nha. Rồi, rất là to này, để cho đây nhá. Rồi. Wow, các bạn thấy to. Wow, chơi nghịch nước rất là thích luôn các bạn ơi. Ồ, một chiếc xe ben đây rồi. Win win win, đi dưới nước nào. Bip 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 bip. Wow. Đấy, cho nước ở đây nhá. Đổ ben này. Chiu. Wow, chỗ này rất là bẩn này. Đấy. Ok. Wow. Chiu. Ok. Chiu chiu. Đây, đổ ben nhá. Chiu. Ha ha, các bạn ơi. Đây là một em xe ben Doom Truck. Wow, rất là đẹp luôn. Cho lên đây nhá. Rồi, các bạn thấy đổ ben không? Xịn không? Wow, một khẩu súng AK gun. Wow. Chiu chiu. Rồi các bạn ơi, đây là một khẩu AK gun nhá. Mình sẽ bắn cho các bạn nhìn nhá. Wow, bắn rất là thích luôn nhá các bạn nhá. Bắn cá sấu nào. Bắn rất là thích luôn. Rồi cho đứng gần em cá sấu to nhá. Rồi các bạn thấy em cá sấu to không? Wow, đây hai em luôn. Ui chà. Ui các bạn ơi, chiếc xe ben này bị rơi mất cái ben rồi. Này, mình sẽ sửa cho em này nhá. Này, lắp vào đây này các bạn này. Đấy, mình đã sửa em xe ben rồi. À, một em xe ben Doom Truck, à bé xíu luôn. Và một em xe đổ rác Garbage Truck. À, cái này bẩn quá đi các bạn này. Đấy, rửa bằng tay nhé. Đấy. Đấy, các bạn ơi, một em xe đổ rác Garbage Truck và em xe ben. Cho đứng ở đây nào. Chiu chiu. Wow, chiếc xe gì đây nhỉ? À chà. Wow, các bạn ơi, đây là một em xe chuyển phát nhanh DHL. À, có cả đèn ở trên đầu này các bạn này. Em này chuyển phát rất là nhanh luôn. Đấy, trong này có thể để hàng ở trong này các bạn này. Đấy, đóng cửa luôn. À, một em xe tải chở hàng nhá. Ok. Wow, xe gì đây? Wow. Chiu chiu chiu. Ok. Wow, police car. À, một em xe đua cảnh sát các bạn nhé. À, có đuôi lướt gió luôn. Police car. Wow. Chiu chiu. À các bạn ơi, đây là một em xe cứu thương ambulance. Đấy, ambulance, xe cứu thương nhá. Chở bệnh nhân ở trong này này các bạn này. Đấy, đóng cửa này. Đấy, ok, cho đứng ở đây nào. Wow, xịn xó chưa. À, đây là một em xe chở rác tí hon Garbage Truck. Rồi, chiu chiu. Ho ho. Rồi, máy bay này. Với cả cái gì đây. Rồi. À, các bạn ơi, đây là một chiếc xe Mic Truck, một em xe trộn bê tông nhá. Cái này có thể quay này các bạn này. À, một em xe trộn bê tông màu vàng. Và cái gì đây các bạn ơi? À, đây là một chiếc máy bay trực thăng màu da cam các bạn ơi. À, một em máy bay nhá. Pịch 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 pịch, hạ cánh nào. Ok. Wow. Chà. Wow các bạn ơi, đây là một em cần cẩu crane. Hơi chà. Wow, và một em khẩu súng nha. Bùm chiu. Bùm chiu. Bùm chiu. Rồi các bạn ơi, à đây là một em xe cần cẩu và một khẩu súng đồ chơi. À, mình đã rửa sạch được rất là nhiều đồ chơi này các bạn này. Bye bye các bạn nha.